nói thật á nha, để mà gọi là ảnh hưởng hết tất cả mọi người, ảnh hưởng ai cũng phải chấp nhận á, thì là không thể nào, mình chỉ là làm hết khả năng của mình rồi mình làm sao cho nó thật nhất, cho người ngoài người ta nhìn vô người ta thấy à, thì ra ví dụ như người ta có con vậy đi thì con mình cũng đã từng chịu đựng những cái khổ như vậy, để người ta nhìn người ta thấy như vậy để người ta chấp nhận thôi, chứ nếu mà bắt người ta chấp nhận hết câu cái này xong là phải thông cảm liền đồ này kia là không có, tại vì cái đó là nó đã mặc định vô đầu người ta rồi, người ta coi nó là xấu, nó là này kia là mặc định vô đầu người ta, mình muốn thay đổi một sớm một chiều đâu có được. Anh tính sao anh tính, anh ngồi gật gù vậy thôi. Anh không biết, anh lại là cái kiểu mà sao đó, cũng như giống như là để khán giả cảm nhận, còn bản thân mình á, khi mà mình làm một cái sản phẩm thì mình chỉ biết cái đường hướng đúng làm mình hết đi. Đúng hết rồi. Sức thôi. Đúng rồi. Trong Lập có một vài câu thoại là Lập chỉ đưa những cái thực trạng, cái hoàn cảnh của những người rơi vào cái bi kịch đó, và bản thân nhân vật Tinh Lâm vẫn chưa trải qua chuyện này nha. Cho nên là khi mà Tuyết Tùng bị nhập hồn và Tuyết Tùng nói một cái câu rằng là ba mẹ không chấp nhận một đứa con là tôi á, thì Tuyết Tinh Lâm không thể nào thuyết phục bằng cái kinh nghiệm của mình được. Cho nên Tinh Lâm nó có một câu là người lớn họ có suy nghĩ riêng của họ, có nghĩa là mình vẫn tôn trọng suy nghĩ riêng của người lớn. Phải chăng là cái suy nghĩ của người lớn và suy nghĩ của những người trong bi kịch đó nó không có trùng khớp với nhau, nên đâm ra xảy ra mâu thuẫn. Mình không thể nào mà ép ba mẹ mình phải chấp nhận liền được, khó dữ lắm. Không thể nào mà chấp nhận kêu người lớn đừng có kỳ thị cái này mà đừng có bị cái kia, bởi vì cái cuộc sống của họ và cái thời đại hai của họ sống, cái quan điểm nó hoàn toàn khác nhau. Nếu như bây giờ nè, mình kêu người ta theo cái quan điểm của mình thì chẳng khác gì ban đầu người ta cũng bắt mình học sống theo quan điểm của người ta thôi. Cho nên là mình cần có thời gian ngắm, thời gian người ta ngẫm, và một cái thời gian là người ta phải chứng kiến, trải qua và thấy được cái nỗi khổ đó. Là bởi vì người ta chỉ thấy những cái gì ở bên ngoài của những cái người là chuyển giới hoặc là của cộng đồng LGBT, người ta vẫn chưa thấu hiểu được hết cuộc sống của họ như thế nào. Cho nên bộ phim này một phần là muốn lột tả cái cuộc sống của họ, và cái chiều hướng tâm linh nó đã là như vậy rồi nên khó có thể thay đổi được lắm. Nên là bắt buộc là từ từ mình sẽ thay đổi được cái nhìn của những người có cái góc nhìn nó khác hơn so với cái cuộc sống này.